Hello, xin chào các bạn quay trở channel Riding on Color Gay hay là Second Rider trong series Color Zio. Color Gay đã có màn thể hiện không mấy là tốt trong series chính của Zio, vì bản thân anh chỉ là Second Rider trong series của Zio. Thậm chí nhân vật chính cũng không thể hiện được nhiều trong series này, vì mục đích của toàn bộ series là mời lại những rider cũ cũng như là fan service là chính. Vậy Gay đã thể hiện những gì và form của anh ấy thật sự có mạnh hay không? Ở đoạn giữa của phim, Gay không phải chỉ là người bám đuôi Zio nữa, mà anh còn mang một danh nghĩa khác, chính là đấng cứu thế với sức mạnh Gay Revive, hay còn được nâng cấp một lần nữa với tên gọi Gay Majesty. Và những form của Gay là gì? Và tại sao anh lại có được sức mạnh những form đó? Bắt đầu clip của mình nào. Mình là Ridercon, bắt đầu clip thôi. Kamen Rider thứ 2 trong series của Color Zio là Color Gaze. Tạo hình của cả ba rider bao gồm Zio, Gay và Warp có những nét tương đồng với nhau. Nếu như Zio là chiếc đồng hồ kim với những đường nét bo tròn mềm mại trên toàn bộ cơ thể, thì Gay là chiếc đồng hồ điện tử ở thời những năm 2000 với những biểu tượng vuông vức và có những phần hơi máy móc hơn so với lại Zio. Tông màu của Gay cũng hoàn toàn ngược lại với Zio. Nếu tông màu chủ đạo của Zio là đen, xen giữa vào đó là những dây đồng hồ màu bạc, cùng với đó là điểm tô những nét chấm phá bằng màu hồng magenta từ DK. Gay lại bao phủ toàn bộ cơ thể của mình bằng một màu đỏ, cùng với đó là những màu đỏ thẫm trên những bộ phận quan trọng của cơ thể. Những màu sắc đen xen quanh lại là màu kim loại cùng với màu vàng trên tai và gương mặt. Nó cũng thể hiện rõ tính cách của Gay ban đầu phim. Khác với sự mềm yếu của Zio ban đầu, Gay là một chiến binh thật sự với những cú ra đòn uy lực và dứt khoát, không nhân từ bất kỳ kẻ thù nào. Người chuyển hóa thành Color Gaze cũng mang cùng tên là Gay Moquin. Anh ta là một con người tại năm 2068, thời đại đã bị Omazio hoàn toàn hủy diệt, là một chàng trai trẻ đã tham gia vào đội ngũ cách mạng, là người dưới trướng của Warp trước khi Warp phản bội tất cả và theo phe của Omazio. Gay cùng với người bạn của mình là Tsukuyomi đã nỗ lực hết mình trong trận chiến vô vọng trước sức mạnh của Omazio. Khi trận chiến đã tới hồi bế tắc, Gay đã không còn cách nào khác, đành phải sử dụng đến những chiếc time machine cuối cùng để quay về quá khứ. Cách duy nhất của anh hiện tại để đánh bại tên Omazio bất bại đó chính là đánh bại hắn từ khi hắn vẫn chưa có sức mạnh đó, quay về năm 2018 để đánh bại Omazio, hay lúc này chúng ta còn biết với tên gọi Tokiwa Sogo. Nhiệm vụ của anh là bất chấp tất cả để tiêu diệt hắn, cho dù phải sử dụng tới sức mạnh của Color Gay hay là sức mạnh của time machine. Để đối ngược với kiếm và súng từ Color Zio, Gay sở hữu một vũ khí mang tên Gigan Jack, có khả năng chuyển đổi qua lại giữa hình dạng rìu cận chiến cũng như là hình dạng cung để tấn công từ xa. Hai dạng này đều khá đa dụng, đã giúp Gay trong vô số trận chiến. Ngoài vũ khí thì chúng ta không thể không nhắc tới những thứ liên quan tới Color trong thời đại của Zio, đó là những chiếc Raiwatch. Gay đã sở hữu hai chiếc Raiwatch từ lần đầu tiên xuất hiện, vì là người đến từ tương lai cũng có ZQ Driver cũng như chiếc Raiwatch thậm chí còn mang tên của bản thân. Gay còn sở hữu thêm hai chiếc Raiwatch của những tiền bối khác do anh nói là trộm từ tay của Omazio bằng cách thần kỳ nào đó. Hai chiếc Raiwatch đó bao gồm của God với một số khả năng đặc biệt là triệu hồi ra những hồn ma, cũng như Dry sử dụng gia tốc của bản thân để áp đảo kẻ thù bằng tốc độ. Ngoài hai chiếc Raiwatch anh lấy từ Omazio, Gay còn thu thập được ba chiếc Raiwatch được những rider tiền bối công nhận và trao cho anh, bao gồm chiếc Raiwatch Color Fire với năng lực cũng như hình dạng tương ứng, Color Game, một trong những kẻ thù số 1 trong series Color SA, với ngoại hình tương đồng với SA nhưng khác về tông màu, chuyển sang tông màu tím và đen tăm tối hơn. Và cuối cùng là chiếc Raiwatch của phù thủy Wizard với sức mạnh ma thuật tối cao của một vị phù thủy. Đó là ba chiếc Raiwatch mà chính Gay đã được những vị tiền bối công nhận và trao cho. Đòn tất sát của Kamen Rider Gay mang tên Time Race. Nó cũng giống tương tự với đòn Rider Kick của Kamen Rider Zio, tập hợp tất cả những chữ cái bao quanh kẻ thù với tông màu chủ đạo của anh ấy là màu vàng, tụ hợp nó vào đôi chân và ra đòn Rider Kick cực mạnh dán vào kẻ thù. Và để đối mặt với một tên sẽ trở thành Omazio, một ma vương trong tương lai, Gay không thể nào chống đỡ bằng hình dạng thế này. Và để ngăn cản nó, Gay đã được sự trợ giúp một người đến từ tương lai trao cho anh một sức mạnh mới, sức mạnh để giúp anh đánh bại Omazio. Nâng cấp sức mạnh đến từ tên Warp Trắng, một kẻ đến từ một dòng thời gian khác, bảo rằng Gay sẽ trở thành đấng cứu thế, đánh bại hoàn toàn Omazio và dẫn dắt nhân loại trên con đường của sự vinh quang.
Gay đã không tin tưởng vào điều đó cho đến khi hắn trao cho anh một sức mạnh, một chiếc đồng hồ cát với sức mạnh của Gay to Revive, Gay đấng cứu thế. Ban đầu Gay khá do dự, không đủ quyết tâm để kích hoạt Gay Revive nên chiếc đồng hồ đã không phản ứng với Gay. Chứng kiến trận chiến giữa tên Another Zio cũng như sức mạnh của Zio 2, Gay đã có đầy đủ quyết tâm để đánh bại Oma Zio một lần và mãi mãi, hay đúng hơn lúc này là Zio 2. Chuyển hóa và sử dụng chiếc đồng hồ cát gắn vào Zico Driver, chuyển hóa anh thành Gay Revive Goresu. Gay Revive Goresu có màu sắc hết sức đơn giản, chỉ bao gồm một màu đen trên toàn bộ cơ thể, với những phần màu trắng được điểm tô như một chiếc đồng hồ cát đang chạy cát từ trên xuống dưới. Duy nhất có màu sắc trên cơ thể là phần ngực và hai vai với tông màu chủ đạo là cam. Cùng với đó là phần gương mặt đã được có hình dạng như một chiếc đồng hồ cát với hai phần màu cam tượng trưng như hình dạng anh đang sử dụng là hình dạng Goresu, cũng như là phần đồng hồ cát trên phần ngực của anh ấy với màu cam nhạt hơn so với xung quanh. Cơ thể của Gay như là một chiến binh được bọc quanh bởi một bộ giáp cơ khí nặng nề nhưng vô cùng mạnh mẽ, và trên tay anh luôn cầm một chiếc lưỡi cưa mang tên Jikan Jackclaw với hai trạng thái của nó. Trạng thái đầu tiên tương thích với Goresu là một chiếc lưỡi cưa nhỏ với sức công phá hết sức hủy diệt. Ở trạng thái này, Gay Revive dễ dàng áp đảo cả tên Another Zio lẫn Zio 2, form mạnh nhất của Zio ở thời điểm đó. Sức mạnh của Gay Revive Goresu là không phải bàn cãi, khi áp đảo tên Another Zio hết sức đơn giản và qua để solo với Zio 2. Form Gay Revive Goresu tập trung vào sức phòng thủ và tấn công. Tốc độ của anh cũng không quá chậm nhưng chỉ ở mức bình thường. Còn lại tất cả chỉ số của anh đều ở mức cao, gần như áp đảo Zio 2 ở mọi tình huống. Đòn tốc sát đặc trưng của Gay Revive sử dụng lưỡi cưa của anh ấy mang tên Noko Sesdan. Nhấn vào lưỡi cưa và tạo ra một đòn tấn công cực mạnh, cường hóa lưỡi cưa to hơn và ra đòn tấn công hất văng kẻ thù phía trước. Trước sức mạnh hủy diệt của Revive Goresu, Zio đã sử dụng tới khả năng đặc biệt của Zio 2 lúc đó là đoán trước tương lai. Những chiến động bình thường của Gay Revive Goresu không thể nào đánh trúng được Zio 2. Trận chiến đã gần như bất phân thắng bại khi một bên mạnh nhưng đánh không trúng, còn bên kia liên tục né tránh và phản đòn, khiến cho Goresu cũng một phần rõ lép vế trước sức mạnh của Zio 2. Giống như chiếc đồng hồ cát, chỉ cần xoay lại một sức mạnh hoàn toàn mới, một dòng chảy thời gian mới sẽ được tạo ra. Đòn tấn công của Zio tưởng chừng như đã tấn công được vào Gay thì anh ấy đã biến mất. Sức mạnh thứ hai, Gay Revive Shippu như một cơn gió. Phần áo giáp nặng nề của Revive Goresu được mở ra, để lộ bên trong là một cơ thể hoàn toàn mới với những chi tiết bên trong bộ giáp và phần bên trong cơ thể là màu xanh dương. Điểm tô của đó là gương mặt cũng như phần ngực đã được chuyển màu thành chiếc đồng hồ cát màu xanh, còn lại tất cả thứ đều không thay đổi. Phần giáp mở ra rất giống một đôi cánh, tượng trưng cho vị cứu tinh Gay Revive. Vũ khí của nãy cũng đã được chuyển đổi từ hình dạng của chiếc lưỡi cưa nhỏ trở thành một chiếc bóng vuốt, và luôn được nãy cầm ở bên tay trái để đối ngược với phần lưỡi cưa thường được cầm bên tay phải từ form Goresu. Gay Revive Shippu là form thiên về tốc độ, với tốc độ chuyển cực nhanh và nhanh tới mức khả năng đoán được tương lai cũng không thể nào bắt kịp được Revive Shippu. Anh ấy dùng tốc độ của mình để áp đảo hầu hết đối thủ, bao gồm cả Wop khi lấy được sức mạnh của Wop trắng. Thậm chí nó nhanh tới mức đã có một số tập phim chứng minh rằng Gay Revive Shippu đã nhanh ngang với Clock Cup của thế giới Kabuto. Với tốc độ của mình có thể không trâu bò cũng như lực lượng như Goresu, nhưng Shippu cũng là form khiến cho Zio ăn hành ít nhiều. Với những đòn tấn công nhanh và chiếc bóng vuốt cực kỳ nhanh nhẹn và sắc bén Jikan Jackclaw, với phần giáp được mở ra giống một đôi cánh thì không phải chỉ có khả năng tấn công trên mặt đất với tốc độ cực nhanh mà anh ấy còn khả năng bay lượn. Khi bay lượn anh ấy vẫn duy trì được tốc độ cực kỳ kinh khủng của bản thân, tấn công kẻ thù và đánh văng hắn lên cao, sau đó cũng ra những tốc độ tương tự như vậy, áp đảo kẻ thù từ mặt đất cho đến không trung. Và đặc trưng nhất phải là đòn Rider Kick, tấn công liên hoàn kẻ thù giống như một điểm tựa, sau đó ra đòn Rider Kick cực kỳ nhanh áp đảo bằng tốc độ của bản thân. Sức mạnh của cả hai dạng Gay Revive Shippu cũng như Goresu được tạo ra nhờ khả năng nén cũng như co giãn thời gian từ chiếc đồng hồ Gay Revive. Áp lực sử dụng lên vai của Gay là vô cùng lớn, khi anh liên tục co giãn thời gian, anh đã xảy ra những hiện tượng khiến cơ thể mình suy yếu vô cùng trầm trọng. Mặc dù sức mạnh lớn nhưng đổi lại những thứ gánh vác trên cơ thể của anh cũng nặng nề không kém, khiến cho khỏe của anh ngày càng suy yếu khi sử dụng hình dạng cực mạnh này. Nhưng đó là điều chúng ta nghĩ. Qua chương sau thì gần như tác giả đã quên đi chuyện này. Tôi đã quen với trạng thái của sức mạnh Gay Revive nên đã không còn những triệu chứng hao hụt về thể trạng nữa. Form sử dụng xuyên suốt của Gay trong phần còn lại của series, cho đến khi anh ấy vào được movie Net Time, khi thời gian đã bị viết lại, đấng cứu thế thật sự giống như Zio đã được công nhận của DK.
Gay đã được sự công nhận của DN và có được sức mạnh hoàn toàn mới, đấng cứu thế. Gay Majesty, hình thái tối thượng mà đáng ra Gay phải có được để song hành với Corenzio hay là Umazio của Commander Zio. Counter Gay Majesty được công chiếu sau một khoảng thời gian rất dài, giống như bao Second Rider khác, một movie riêng để anh có được form tối thượng sánh vai với Rider chính của series. Movie xảy ra sau khi Sogo tái thiết thế giới, tất cả mọi người đều quay lại cuộc sống bình thường. Gay, Tsukuyomi hay tất cả những Time Sucker đều còn lại và sống vui vẻ tại thế giới này. Gay là một người bạn thân với Sogo và giấc mơ của anh báo hiệu anh sẽ phải đối mặt với Umazio với hình dạng của đấng cứu thế, Gay Majesty. Giống với lại cuộc hành trình của Sogo, Gay phải sống một cuộc sống hết sức bình thường là một học sinh và rồi gặp một kẻ bí ẩn, Warp, nhưng lại không phải là Warp đen mà chính là Warp trắng. Kẻ muốn tạo nên đấng cứu thế Gay và trao cho anh chiếc Rider để giúp anh trở lại thành Rider một lần nữa. Cùng lúc này anh bị tấn công bởi một tên thủ lĩnh của Umazio, tiêu diệt đấng cứu thế khỏi dòng lịch sử. Trong quá trình trốn chạy và nhớ những ký ức nhờ sự giúp đỡ của Warp đen, Gay đã gặp lại rất nhiều Second Rider, bao gồm Counter Bird từ series O hay là Counter Axel từ series của Double, một số cameo khác là Counter Kaisa của series 5 và một nhân vật hết sức quan trọng song hành với Gay, đó chính là Counter DN, kẻ đã bị mất sức mạnh vào tay của Warp trắng trong một màn đụng độ. Hắn ta đã tước đoạt sức mạnh Another DN. DN không còn cách nào khác phải lập ra kế hoạch giúp nhóm của Sogo nhớ được tất cả và lấy lại phần sức mạnh DN đã bị Warp trắng lấy đi. Nhớ lại tất cả mọi thứ và tưởng chừng mình đã trở thành đấng cứu thế, nhưng Gay bất ngờ bị phản bội bởi người hầu cận của mình, Warp trắng. Hắn ta quá chán ngán với sự nhu nhược của Gay lúc này và để tự trở đấng cứu thế thay thế cho sự nhu nhược của Gay, trận chiến không hề tránh khỏi diễn ra. DN biết bản thân để hoàn thành mục đích. Sức mạnh của Gay hiện tại là không đủ, anh đã trao cho Gay sức mạnh của tất cả những Second Rider mà mình nắm giữ, tập hợp tất cả những lá bài và tạo thành chiếc Rider giống như Corenzio mang tên Majesty Gay. Gay đã sử dụng nó và chuyển hóa thành hình dạng tối thượng của mình, Majesty. Tạo hình của Majesty Form mặc dù ban đầu chúng ta có thể cảm thấy hơi chói mắt, nhưng với tông màu vàng kim cùng với đỏ là hai tông màu đặc trưng của Gay cũng làm tôn lên phần nào sự uy nghiêm của Commodore Gay Majesty. Phần giáp và phần thân có vẻ hơi tái chế, nhất là phần cơ thể được điểm tô bằng chữ M, làm chúng ta nhớ tới hình dạng Armor Wizard, sơn màu lại để tạo nên tông màu hết sức chói lọi của Color K Majesty. Nói về màu sắc thì chỉ đơn giản như vậy, một phần áo tròn ngắn ở phía sau. Nếu như Corenzio còn được điểm tô bằng những bức tượng thì đây là gắn thẳng ra quách lên người. Trình tự của những Rider thì vẫn như những bức tượng được rải khắp cơ thể, chứ không riêng gì một phần nào đó như Color DN Complete hay là DK Complete. Nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là một form trong movie chỉ xuất hiện trong vòng vài phút. Việc đầu tư thiết kế như vậy cũng là khá lắm rồi. Sơn màu và tô thêm những chi tiết khiến đây là một form có thể coi là vô cùng mạnh mà Kê đang sở hữu. Nói về ngoại hình như vậy, và liệu sức mạnh nó có khá khẩm hơn hay không? Đáng tiếc là không. Như bao form khác, lần đầu tiên xuất hiện, khả năng đánh tay bo của Kê Majesty là không phải bàn cãi. Những cú đấm đều tạo những quy luật kinh hồn, tỏ ra luồng khí của đấng cứu thế Gaze, tỏ ra luồng hào quang vàng và đỏ khắp mọi nơi mà nấy tung ra nắm đấm. Sức mạnh kinh hồn khiến cho DN, Another DN cũng không phải là đối thủ. Đến lúc anh ấy sử dụng khả năng đặc biệt khi nhấn vào những chiếc Rider, nếu như Corenzio sử dụng và triệu hồi những Rider tại những thời điểm khác nhau với sức mạnh của thời gian hay những khẩu súng năng lượng từ những Final Form, Super Form của những Rider trước cực kỳ ngầu lòi, thì Gay triệu hồi được vũ khí cơ bản của Rider trước với hai vũ khí anh ấy sử dụng là ngọn thương của Counter Knight trong series Ryuki hay là chiếc nỏ của Counter Zeronot trong series của Deno. Hai vũ khí cơ bản tấn công áp đảo Another DN, sau đó ra hai đòn Final Attack cực kỳ mạnh. Gay Majesty có hai đòn finish bao gồm El Salvador Time Burst với hai trạng thái, một là Rider Punch. Gay tụ lực tạo nên hình ảnh của tất cả Second Rider với hình dạng Ray Watch của họ, tụ hợp lại và đấm một đòn kết liễu với chiếc Ray Watch của bản thân ở cuối đòn tấn công, dán một đòn cực mạnh vào tên Another DN. Nhưng tên Another DN vẫn chưa thế nào bị đánh bại, và tất nhiên Rider mà Rider Punch thì lại không đúng quá. Với đòn tấn công thứ hai, El Salvador Time Burst Rider Kick
Counter Gay nhảy lên bầu trời và chuẩn bị để đòn tấn công. Tạo hình của tất cả những Rider khác hiện ra, bao gồm cả Gay, những Second Rider khác, tập hợp tất cả những hình ảnh của họ vào bản thân của Gay Majesty, tạo ra một cú đá cực mạnh giáng vào kẻ thù. Hay cũng chính là đoạn kết liễu được trên Another DN, lấy lại sức mạnh cho Counter DN. Đó là màn thể hiện duy nhất của Gay Majesty. Tạo hình được thiết kế ở khoảng 8 trên 10 và nội dung phim liền kề sau series của CEO cũng tạo nên sự liền mạch nhất định. Rider Time, Net Time, Counter K Majesty cũng là một bộ đáng để các bạn tìm xem đấy. Và đó là toàn bộ những form về Counter K. Liệu K Majesty có xứng đáng đứng chung hạng với Grandio hay là Oma, hay thậm chí xa hơn là Omazio? Các bạn hãy comment phía dưới mình nhé. Và đó là toàn bộ những form mà Gay sở hữu. Liệu Gay Majesty có xứng đáng được đứng chung hàng với Grandio hay thậm chí là form mạnh nhất Omazio hay không? Các bạn hãy comment phía dưới để đóng góp ý kiến về phần nhận định này nhé. Còn mình là Riding On, Thắng Có Sinh. Bye.